Em, anh thấy em càng ngày càng xinh hơn. Xích giờ gì? Ba Hùng ơi, con luôn đợi em từng ngày từng giờ. 2 năm nữa em đủ tuổi, ba Hùng hãy gọi cho con nhé ba. Con hứa sẽ chăm sóc em thật tốt ạ. Tới đây chị cũng biết ai kia đang cay nên chị cũng có món quà gửi cho thầy. Chúc thầy sinh nhật vui vẻ. Thầy ơi đừng làm giá nữa, giá rẻ lắm. Dạ, chúc anh hạt rẻ và bé dâu sinh nhật vui vẻ. Em nha mọi người ơi. Trăm ba chén rượu ly chè thứ hoàng xanh nhất. Ơi chốt tên là Mi thật sự ngắn ngủn. FC báo gấu dâu gửi tặng dạ, cậu mọi người ơi. Xin cảm ơn bạn mọi người ơi. Gấu dâu. Chào má. Gấu dâu hả? Fan fan tên là FC báo gấu dâu đúng không? Em cái cô hôm bữa nhắn tin cho mình nè. Dạ. Cái cô vừa nhắn tin mà không coi được TikTok của mình á. Cô coi được hai cháu rồi, cô mừng cô khóc luôn. Cô cảm ơn cháu nè. Cô hiện đang ở Hàn Quốc, cô về Việt Nam chắc chắn cô sẽ lên Sài Gòn gặp hai cháu. Cô chúc cháu bé thật nhiều sức khỏe. Có sức làm thật thành công cháu nhé. Cái cô hôm bữa nhắn tin cho mình á mọi người. Mà cô không biết cách coi TikTok của Hùng với Mi như thế nào á. Mình gửi cho cô cái nick tài khoản của Hùng. Bây giờ cô đang coi, cô bảo cô hạnh phúc, cô muốn khóc. Cảm ơn cô rất nhiều nha. Rồi đây là cô. Dạ cả nhà ơi, chúc đơn dùm cho bé quả dùm nha. Và đây là món quà cuối cùng của mình. Và đây là món quà. Dạ. Gì vậy má? Đông nít. Đây là món quà cuối cùng dạ, của ngày hôm nay. Ơi bà mua ủng hộ nha. Sữa tắm Cherry giảm 50% số lượng có hạn nha mọi người ha. Mình mua mình kết hợp với voucher là mình giảm nha mọi người ơi. Mau chóng mình vào nha mọi người ơi. Tuy dạ. Tuy là mau chóng là rất là ok tuy nha. Dạ em xin lỗi. Tuy là món quà là được trong một cái bịch nhìn đơn giản vậy thôi, nhưng mà bên trong thì giá trị của nó rất là giá trị. Nên là cái tôi biết cái này. Nên là hôm qua cái người bạn gửi món quà này cũng đã dặn cái gì ạ? Đã cũng đã dặn dò hôm trước. Và hôm nay khi mà từ hôm nay khi mà shipper mang tới thì bạn ấy cũng rất bất ngờ hỏi có phải anh là Trần Quang Hùng không. Trời ơi em không nghĩ là em lại mang quà ra cho để đến cho anh Trần Quang Hùng. Và đó là shipper mọi người. Từ đi mở ra từng cái một. Mọi người ơi, vô mua ủng hộ nha mọi người. Mình xem vui rồi mình bật xíu lốc đơn giùm cho em nha mọi người. Đây mọi người, trong đây là những cái món quà mà các bạn ấy gửi tặng. Đó, từ mi cho mọi người xem. Đó, trong đây ghi là FC báo Nhật Bản. Ủa sao không có son để cho ngay. Từ để tao nha bạn. Từ đi để FC báo Nhật Bản. Bé dâu chúc mừng sinh nhật Huỳnh Thùy Mi ngày 7 tháng 8 2008 ngày 7 tháng 8 2023. Rồi mày cầm cái này đi. Cái này là ghi Huỳnh Thùy Mi thì chắc là tặng cho mày đó. Dạ. Rồi. Ừ. Dạ mọi người chúc ơi. Em vui vẻ bình an. Từ đi. Chúc em vui vẻ bình an, cuộc sống sung túc, an nhàn bên chú. Chúc em nhanh biết chữ, hiểu được tâm tư của mọi người. Chúc em luôn vui tươi, quên đi tất cả muộn phiền xung quanh. Tuổi thơ em chẳng an nhàn, hy vọng tương lai cùng anh tỏa sáng. Cuộc sống này là phải sang. À cuộc sống này phải sang. Sáng mà nhớ quá tối thì phải sang. Sang đâu thì em chưa biết. Nhưng lại được. Cái gì? Nhưng lại biết được có người chờ em. Duyên nợ cho chúng ta biết được nhau. Tuổi thơ em kém may mắn hơn những người bạn khác. Nhưng không sao, cuộc sống hiện tại em đã hoàn hảo hơn. Vì đó đã có chú Hùng bên cạnh rồi. Tương lai vẫn đang chờ em tới. Thời gian vẫn đang chạy. Mong em tương lai sẽ hoàn thiện bản thân hơn. Nhanh biết chữ để tự mình có thể đọc được những lời tâm sự này. Và hơn nữa hãy nhớ thật ngoan ngoãn nghe lời chú Hùng để cho mấy người toxic không có cơ hội kiếm chuyện nhé. FC báo Nhật Bản mã yêu. Cảm ơn mã yêu Hariato Kimochi. Cái này của mày là con này của tao nè. Cảm ơn FC báo Nhật Bản của chúng ta. Ủa sao dài quá vậy? À nhanh lên mọi người. Rồi cái này là Ucha. Mọi người ơi. Cho tôi vui đi. Mày làm sao về nhà vui, về nhà vui. Ở đây là mình lật ra thôi. Ông né đi. Này quà đồng hàng mày đừng có ném ra. Mọi người ơi, vẫn chốt đơn nha mọi người ơi. Dạ, 50% cho sữa tắm Cherry đang giảm nha mọi người. Mau chóng mình mua giùm em nha mọi người nha. Mọi người đặt hàng nhanh lên mọi người. Mình coi vui, mình nhớ mình đặt hàng, mình chốt đơn nha mọi người. Sữa tắm rất là thơm và rất là ok. 142k dài cho cái bia này, mình ngồi gấp lại nó dạ. Dài quá. Và mình mua mình đặt hàng liền giùm em nha mọi người ơi. Trời ơi. Rồi đưa tao đọc cái bức thư nè. Trời ơi. Có phần thư ở dưới. Bây giờ lại ngồi gấp lại nữa, nó phải tốn thời gian đâu. Mọi người ơi, mua ủng hộ nha mọi người ha. Ủng hộ anh hàng giả và bé ông. Ủng hộ anh hàng giả và bé ông. Rồi hôm xin được đọc cái nội dung của cái bức thư này nha. Cái phần kia là của mày, cái này là Trần Quang Hùng nè. FC báo Nhật Bản chúc mừng sinh nhật anh hạt rẻ Trần Quang Hùng 3107-1992 3107-2023. Sinh nhật vui vẻ nha anh. Chúc anh hạnh phúc đậm đà. Hồi có ba tặng cho bà á.
mày mày dạ, hỏi bà tao tao góp ý mày để Tuấn cho mai hốt những lúc tao đọc thư rồi là im lặng để tao đọc. Ok, sinh nhật vui vẻ nha anh, chúc anh hạnh phúc đậm đà tình yêu, chúc cho sức khỏe thật nhiều, chúc cho may mắn vạn điều bình an, chúc cho cùng được với nàng nắm tay dạo phố rộn ràng cười vui, niềm vui phải được ưu tiên, bỏ qua tất cả ưu phiền hôm nay, món quà Nhật Bản trên tay bóc ra một phát có ngay bất ngờ, vần thơ có chút lơ ngơ cũng chỉ thẫn thờ nhớ mong, mong anh chân cứng đã mềm, đường xa không mỏi, đường đời bình an, dẫu biết chúng ta ở xa lửa vòng trái đất rất khó để gặp anh và tận tay trao anh món quà này, nhưng không sao cả, bọn em đã có cách nhờ máy bay trực thăng gửi tới cho anh về đây. Món quà tuy không nhỏ và cũng không lớn, nhưng đến cái này là dối với Hùng là lớn rồi mọi người, tình cảm là lớn rồi, nhưng đến từ cả tấm lòng và sự chân thành của FC báo Nhật Bản chúng em, quá khứ hiện tại cả tương lai nữa, cho dù có bao nhiêu sóng gió hay thăng trầm đi chăng nữa thì FC báo Nhật Bản vẫn luôn ở đây đồng hành ủng hộ và bên cạnh anh hạt rẻ và bé dâu, FC báo Nhật Bản mãi yêu. Xin được cảm ơn các bạn FC báo Nhật Bản nha. Bà khóc tiền mà bà dạt qua bên rồi, đi. Rồi. Tiền lên lên cam supply cái này ngồi gấp lại chắc cũng rồi ok. Trời ơi món quà này quá là ý nghĩa, rất là đẹp luôn đó mọi người, vẫn còn thấy qua miếng nữa. Thường là những cái món quà như vậy là Hùng về Hùng đẻ chứ Hùng không có lấy ra tiêu đâu. Cảm ơn mọi người ơi, và mua ủng hộ liền giùm em nha. Ủa tại sao không tiêu? Dạ vô mua vô mày mua, mày có tin là mày có tin là tiền lì xì của những người thân tao từ 2017-2018 đến giờ mà tao vẫn để trong phao lì xì mà tao không lấy ra luôn. Ủa em cũng vậy, em vẫn để trong tim. Còn tim em lấy ra. Đó mà mày cho tính là tên tiếp sẽ để vàng. Mọi người ơi vô ủng hộ thì giùm em nha, mọi người vào ủng hộ thì trước cho dạ, không cái này nó gấp dễ, cái này nó gấp dễ. Đúng không? Dễ gấp lắm. Ừ. Rồi cháu mình mua giùm em nha. Rồi, đây là cô đen bí đỏ đến rồi đúng không? Bây giờ Vi vào đây nói với Tuấn đi, để tao xuống tao nói chuyện với cô đen bí đỏ xíu. Dạ, rồi vô đi bà. Cất gom gom đóng lại về nhà bà làm với bà làm. À, ok, Hùng xin được cảm ơn món quà của các bạn ngày hôm nay đã gửi, và đặc biệt là các bạn là FC báo Nhật Bản đã gửi mà món quà đến cho Hùng và Vi nha. Dạ, cảm ơn cả nhà mình yêu. À, bây giờ mọi người ơi, cô đen cái bí đỏ nó đang đứng chờ rồi, nên là Hùng xin phép xuống gặp hai đứa nó nói chuyện một xíu nha mọi người. Bây giờ thì mọi người chúng ta ở trong viên live tiếp tục tương tác với lại Tuấn Mimi nha. Đi ở trên đây hỗ trợ ba nha con. Dạ. Mà ba lên ba hưởng thân nữ cậu. Dạ, cả nhà mình vẫn vào, vẫn xem và bắt chốt nha mọi người ha. Dạ, mình ủng hộ liền nhiều em nha mọi người. Ờ, bây giờ kêu gọi bán hàng đi, cái gì chết trẻ gì mà mệt quá. Dạ, nấu chấm mình mua ha mọi người ơi. Ờ, ở đây là mình có sữa tắm cherry thơm á bà. Ồ, bà xài sữa tắm cherry cho bà. Em xài mà hết trơn. Ờ, bà, vậy bà đặt hàng với bà. Bà đặt hàng đó bà. Không, dạ. Tôi nhưng mà con mất tiền à, tôi lấy của ba tôi. Ồ, lấy của ba bà đi hà. Lấy ba bà nhiều lên chia cho tôi nha bà. Nằm mơ đi. Thôi bà, nằm mơ đâu. Bà cho tôi nơi bà. Dạ mọi người vô mình đặt hàng liền giùm em nha. Sẵn phẩm của chúng ta nha. Rất là ok. Dạ mình mua từ tắm Kiki về mình tắm nha mọi người. Tắm rất là thơm. Hiện tại đang được giảm giá 50%. Đó giảm mùn lương. Giảm sạch những cái vết bẩn trên người mình. Dạ mình sạch sẽ hơn ha. Nha mọi người ha. Lương hương.